bộ vì Hoàng Sa và Trường Sơn La và bây giờ về thủ đô Hà Nội thân yêu của chúng ta. Ba chục anh chị em đều là những người mà rất là tâm huyết và gắn bó với lại cái buổi học bổng Huệ Dính từ những ngày đầu trường mà thực hiện cái dự án đầu tư Kỳ Lan. Và cái trường thứ năm đó là trường Ngô Thời Diệm, chỗ Hoàng Sa Trường Sa hoạt động đến đâu thì anh chị em đi đến đó. Cái vinh dự của cái đội để xây dựng trường học cho quê hương của chúng ta. Riêng đối với buổi học bổng Huệ Dính, dự án đầu tư chiều sâu đó, một là cái dự án công bằng tương lai, thì hiện nay có khoảng 2 cho đến lớp 12, nghĩa là 7 năm các trường đó là đài họ học toàn bộ. Hiện nay thì trong cái dự án này đã có 18 em đã thi vào đại học, được cái sự hỗ trợ của các nhà tài trợ, một tháng 500, một năm 6 triệu và cũng mua từ lớp 6 cho đến lớp 5 đây. Còn lớp 5 hiện nay là phó giám đốc của ủy chúng tôi, phó chủ tịch ở giai đoạn 2, 5 em nữa sẽ tiếp tục để hoàn thành cái chương trình ký kết giữa chúng tôi với Liên Hoan Thanh Niên. Cái tri ân và nhớ lại cái sự đóng góp hy sinh của anh cho cách mạng mà buổi này được vinh dự đảm nhiệm của đoàn. Còn riêng buổi học bổng với đoàn đi hôm nay đó thì chúng tôi mời các anh chị đi cũng là quan trọng. Trên 70.000 suất học bổng đã giúp cho các em vượt qua được khó khăn, sự nghiệp mà các em thấu được thực hiện thì báo cáo chị Dương. Tôi đi Tây Bắc cho nên trên là thấy thăm được chiến trường xưa, cũng thấy được đường có thể được mọi người. Thì hôm nay thì chúng tôi rất là bất khởi, vui mừng được về được nhận chức. Và chúng tôi nghĩ rằng đó cũng là cái niềm vui của đoàn chúng tôi được chú ý đến giữ thiện cái nhiệm vụ rất là vĩ đại đã được đảng, nhà nước và nhân dân đưa cho đẹp nha. Khó khăn còn đã có nhau, nhất là những sao xa.
rèn luyện em tốt đấy, thành nên có sự tâm tư cả quý vị. Dạ chứ không, nói chuyện đi rồi. Lực lượng này là quá hay rồi. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng 35 đại biểu. Chúng tôi mong rằng
chính phủ. Cô rất xúc động là được tham gia cái đoàn về được gặp phó chủ tịch nước, như chị Thu Hoa cũng đã báo cáo rồi, nói rồi. Còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong cái lĩnh vực mà đối với học của đã dính đặc biệt đó là các em ở đây là cũng là đồng chí Chu Thị Hoa mà chúng tôi được đến những cái nơi chúng tôi cần phải đến, tôi phải làm như thế nào để cho xứng đáng là một người công dân, là một người vừa nói chúng tôi rất là xúc động khi mà tới đi thăm và tôi lớn tuổi rồi, năm nay là tôi 68 tuổi rồi. Nhưng mà tôi suốt ngày tôi xin trân trọng cảm ơn cô Chu Thị Hoa vừa là người dẫn đầu đoàn và cũng là như một người mẹ, cái cảm xúc luôn luôn dâng trào và cháu luôn dạy các con cháu là vừa được gặp thủ tướng chính phủ thì con cháu ở nước ngoài nó cũng biết về ngay xúc động là được đến đây gặp phó chủ tịch nước. Mong chúc sức khỏe cho phó chủ tịch nước. Xin chúc sức khỏe và kính chúc đi chuyến đi của hàng chúng ta thành công tốt đẹp. Là do đồng chí Trương Mỹ Hoa làm chủ tịch quỹ, đồng thời cũng là có thể nói là cùng với chị Thị Doan là những người tiền nhiệm của cái vị trí phó chủ tịch nước đã hoàn thành rất xuất sắc được đến trường. Chị đứng nghe, chị cầm nghe, thấy lên chút, cầm một chị, thấy lên chút, để nhớ.
Tiếp theo xin trân trọng kính mời đồng chí nguyên phó chủ tịch nước Trần Minh Hoa để có một món quà. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí phó chủ tịch nước, đồng chí nguyên phó chủ tịch nước và các vị đại biểu. Nhà thông thế cái tuổi.